Xin gửi tới toàn thể quý vị các bạn bức tranh mai hạc với chín chú hạc và cây mai rất là to, rồi kèm theo cả cây tùng nữa. Thì bức tranh của một khách hàng ở thành phố Hà Nội với chiều cao là 87 và chiều dài là 1m87. Chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi, đã được hoàn thành hoàn thiện CPU bóng mờ không màu, đã được chúng tôi chế tác một cách rất là hoàn mỹ tỉ mỉ từ những cái chú chim. Quý vị có thể thấy là đục rất cẩn thận kênh mông này, đúng không? Rất kênh mông, mây này, hoa mai này, hoa sen này, và cái tùng này, làm cực kỳ kênh mông và cẩn thận. Của bác ấy còn một bộ tứ quý này nữa, đó. Bộ tứ quý tùng cúc trúc mai, ngang 37, cao 1m07. Chúng tôi mai sẽ mang lên trung tâm thành phố Hà Nội. Địa chỉ thì ở trong sổ chúng tôi đã chép rồi nhưng không nhiều lắm. Chúng tôi sẽ lên treo lắp cho bác.